Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Long Game. Hôm nay Long, Hằng và Duyên và Hằng chúng ta sẽ cùng tiếp tục tập thể lực và ưu tiên phần cơ đùi và cơ mông nha. Ngoài ra chúng ta vẫn tiếp tục tập bụng và chúng ta sẽ bắt đầu với động tác đầu tiên. Rất đơn giản, hãy nhảy, chéo heo và một tên 20 lần.